Mà vợ chồng chú Thành cũng hay thật đấy. Là con đút phải có trách nhiệm nuôi mẹ, chứ còn đòi ra ở riêng đấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Cái gì cơ? Chị nói cái gì cơ? Chị nói thế mà ngay được à? Thôi bởi bây giờ ai còn phân biệt con út hay con cả nữa. Thế vợ chồng chú Tím lại nuôi mẹ đi. Thế sao vợ chồng anh chị không nuôi đi? Đưa đây. Chả biết anh con là ai đâu. Đưa đây. Bỏ ra. Đưa đây. Bỏ ra. Đưa đây. Bỏ ra. Đưa đây. Các con làm gì đây? Chỉ có mấy cái bát thôi mà cãi nhau, đánh nhau sắp vỡ đầu rồi. Thành, gọi trưởng thôn lên cho mẹ. Dạ vâng mẹ. Thưa em ơi, em có hết tiền chưa? Cho vợ chồng em xin nhá. Đây này, 10.9 rô đây này. Từ giờ trở đi, cái miếng đất này á, nó không phải là của nhà bà nữa, mà nó là của tôi. Thằng con trai của bà á, nó vừa mới lấy cái miếng đất để đánh bạc thua tôi rồi. Bà không được bước chân vào cái miếng đất này của nhà tôi nữa. Bà nghe rõ chưa? Đúng rồi đấy, bà nhớ chưa? Thành ơi, Thành ngu, tao ngu, mà ra đây mẹ hỏi như này. Thế nào? Thật Thành đâu rồi? Cái gì đấy anh ơi? Ở trong chúng mày làm gì mà đuổi mẹ ra khỏi nhà hả? Trời! Trời! Đây, của thầy đây! Thầy làm gì đấy thầy ơi? Nào, xin tí nước bột nào! Để làm gì hả thầy? Thế mày có muốn để không? Có! Nhanh lên! Nào! Nhúi như vào! Đấy! Rồi! Các con đi làm về rồi à? Dạ vâng, con chào mẹ. Mẹ đang khâu áo à? Mẹ đang khâu áo. Thế rồi mẹ còn chưa kịp nấu cơm đây này. Thế con vào trong nhà nấu cơm đây mẹ. Thế con vào nấu đi để mẹ khâu con nốt cái áo này. Dạ vâng ạ. Ôi chết rồi chị ơi, còn chưa hái rau lợn ấy. Chị nấu cơm em đi hái rau lợn nhé. Ừ, thế cũng được, em đi đi. Đi làm cả ngày về mệt thế này mà vẫn phải nấu cơm. Không biết nhà này có người ở nhà để làm gì nữa đây. Làm gì ấy? Ra đây vừa bảo cái này xem nào. Vợ ăn dưa không vợ ơi? Làm gì có tâm trạng để ăn nữa, chồng tự ăn đi. Mà vợ làm sao đấy? Mà cứ xị ra, có ai làm sao gì vợ đâu. Hay là mình xin mẹ đi ra ngoài ở riêng đi. Kiểu vợ thấy ở đông người như thế này, khó chịu lắm. Làm đúng cũng thành sai, chán thật sự. Vợ hay nhờ. Mình mới cưới nhau về, đã giúp được mẹ cái gì đâu, mà đòi ở riêng. Vợ làm thế, người ta chẳng cười mặt chồng à? Tao chẳng sợ ai nói, chẳng sợ ai cười đâu. Tao nói rồi nhá, tí mày nói chuyện với mẹ xem như nào. Mẹ ơi, đi vào nhà đi, trời mưa rồi. Ôi, mưa nhiều quá. Mưa quá, các con ơi. Ôi, các con đang nấu gì chưa? Có rau gì ăn không các con ơi? Chỉ có rau bí thôi, mẹ ăn được không? Ôi, dạo này mẹ nhạt mồm, nhạt miệng lắm. Không có thịt mẹ không ăn được đâu. Hình như đầu giờ mình còn 200.000 đấy. Vợ đi lấy đi mua thịt đi. Còn gì mà còn? Mày bị điên à? Chẳng nhẽ cái nhà này chỉ có vợ chồng mình có thôi. Hỏi xem ai có thịt đi mua đi. Chị nói thẳng nói mà em đây này. Cần gì phải nói nhau như thế? Thôi, đây em đi ra ngoài mua đi. Không mua gì hết, không có thì nhẹ. Thôi các con,
Có gì ăn đấy, sao phải to tiếng với nhau thế? Thôi để em đi mua cho. Đấy, mày thấy tao nói đúng không? Sắp thành cái chợ rồi ấy. Thôi im đi, nói ít thôi. Mẹ ơi, mẹ nhá nhá, con đi làm đây. Mẹ nhà không phải làm gì đâu ạ. Ờ, thế các con đi làm đi. Dạ vâng. Mẹ cái loại giả tạo. Cô chào mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Có chuyện gì đấy con? Mẹ ngồi xuống đây con bảo. Có chuyện gì con nói ra xem nào. Bây giờ Thành nó cũng lấy vợ rồi, mẹ cho vợ chồng con ra ở riêng được không? Không được, trong một năm tao cưới vợ cho hai anh em chúng mày. Nợ nần hàng đống, bây giờ còn chưa trả xong. Làm gì mà đòi ở riêng rồi? Tao không đồng ý đâu. Thì mẹ cũng biết rồi đấy, vợ con với vợ Thành có hợp nhau đâu. Thỉnh thoảng lại cãi nhau, thế làm sao mà sống được với nhau hả mẹ? Hai anh em chúng mày phải ở với nhau để trả hết nợ cho tao rồi. Chúng mày muốn đi đâu ở thì đi, tao không đồng ý. Đi vào nhà. Vợ bảo cái này, hay là vợ chồng mình đi ở riêng đi. Đi ở riêng á? Em thấy ở cùng nhau như thế này em thấy khó chịu lắm. Thôi cố gắng một thời gian nữa, vợ chồng mình vừa mới lấy nhau về lại đi ở riêng thì không hay lắm. Chị với em thì chả hợp nhau, suốt ngày cãi nhau, trong một nhà em chả thích được. Anh đi hỏi mẹ tí, anh về hỏi mẹ xem như nào, mình đi ở ngoài đi. Thôi được rồi, thế để tí nữa tối về anh nói với mẹ xem sao. Mẹ ăn ớt này mẹ ơi. Mẹ có ăn ớt đâu, mẹ hôm nay mẹ răng đông mà. Thế mẹ ăn cái trứng thối này nhá. Con ăn cơm nhá. Mẹ ăn cơm nó đi mẹ. Mẹ ăn no rồi. Mẹ cơm nó đi. Mẹ ăn no rồi. Thôi ăn đi. Ê vừa ăn nhiều vào. Nhiều vào chồng ơi. Chồng ơi ăn đi. Thôi ăn đi vợ. Vợ ăn xong chưa? Rồi ạ. Vợ chồng mình đi ngủ chưa thôi. Ăn xong chưa? Nhanh cho ngoài lấy chợ với mẹ đi. Con trai của mẹ. Con với vợ con muốn ra ngoài ở riêng xem ý mẹ như nào. Cái gì? Hôm qua thằng Lực nó cũng đòi ra ở riêng, lại hôm nay lại đến đợt mày. Chúng mày thế nào ấy nhỉ? Thằng Lực đâu? Mày dạy ra đây tao bảo xem nào. Chồng, dạy ra ngoài mẹ bảo cái gì kìa? Cái gì đấy? Đi ra ngoài mẹ bảo cái gì mẹ gọi kìa. Trong mày bé đến lớn, đến bây giờ trong mày lại coi ta trả ra cái gì. Thằng Lực ngồi xuống đây tao bảo. Thế là thế nào? Hôm qua thằng Lực đòi ở riêng rồi.
hôm nay lại đến thằng này. Thế mà lúc bé, đứa nào cũng bảo con yêu mẹ lắm, con quý mẹ lắm. Thế bây giờ, thương đâu? Chúng mày nghe vợ chúng mày ra ở riêng đi. Bố chúng mày chết, tao nuôi chúng mày đã khổ lắm rồi. Thế bây giờ chúng mày làm như thế à? Đối xử với mẹ như thế à? Thế bây giờ tao kệ chúng mày, muốn làm gì thì làm. Hay là chúng mày muốn ra chết đi thì thôi. Từ lúc bố mày mất đi, tao nuôi chúng mày đã khổ lắm rồi. Tao đi làm thuê từng ngày một, nuôi chúng mày lớn thành người, lấy vợ cho chúng mày rồi chúng mày đòi ở riêng ra hết. Tao đã thấy khổ lắm rồi. Như người ta còn đi lấy chồng rồi. Tao biết thế tao đi lấy chồng, tao kệ chúng mày muốn làm gì thì làm. Tao nuôi chúng mày lớn, chúng mày đối xử với mẹ như thế à? Thôi, tất nhiên là ra ở riêng đi. Ở chung như thế này khó chịu lắm. Ai nuôi được mẹ thì nuôi đi. Như vợ chồng chú Thành kìa, con út thì nuôi mẹ đi, vợ chồng con đi ra ngoài ở riêng, có gì mà phải cãi nhau to thế. Mà mẹ cũng hay rồi đấy, để con ra, lấy vợ cho con là trách nhiệm của mẹ. Nợ con một tí mà mẹ cứ phải kể lên kể xuống hay. Thôi im đi đừng nói nữa. Mà vợ chồng chú Thành cũng hay thật đấy, là con út phải có trách nhiệm nuôi mẹ, chứ còn đòi ra ở riêng đấy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tao bảo mày im cơ mà, sao mày nói lắm thế nhở? Mày không ra thì tao tự đi ra ngoài ở, mày ở lại với mẹ mày đi. Cái gì cơ? Chị nói cái gì cơ? Chị nói thế mà ngay được à? Thôi bởi bây giờ ai còn phân biệt con út với con cả nữa. Thế vợ chồng chú Thím lại nuôi mẹ đi. Thế sao vợ chồng anh chị không nuôi đi? Thôi, tóm lại là chúng mày không chịu đứa nào nuôi tao rồi. Thế thì chúng mày cút khỏi cái nhà này đi, để một mình mẹ mày khóc sống. Thôi, mẹ đừng khóc nữa. Bây giờ con có ý như này. Thật ra lúc đầu con không biết anh được với chị sinh ra ngoài ở riêng, nên con mới nói thế. Bây giờ anh chị muốn ra ngoài ở riêng thì anh chị cứ ra ngoài ở cũng được. Con là con út, con sẽ chăm sóc mẹ về già. Sao mày ngu thế? Chứ gì đã nhận rồi, phải xem mẹ chia tài sản như nào hợp lý thì mới nhận chứ. Bây giờ vợ chồng chú Thành cũng nói như thế rồi thì gọi trưởng thôn ra phân chia tài sản rồi mai vợ chồng chị đi ra ngoài ở riêng nhá. Con phải xem mẹ có đồng ý nữa hay không nữa chứ. Thế cũng được, vợ chồng Thành ở với mẹ, thế vợ chồng Lực ở riêng cũng được. Thế chồng lấy điện thoại gọi trưởng thôn ra đi. Chào cả nhà mình nhá. Chào anh trưởng thôn, chào anh trưởng thôn nhá. Anh ngồi đây anh ơi. Rồi. Lực con trai bác điện cho cháu bảo là nhà mình có một chút việc. Thế bảo cháu sang thì là có việc gì nhỉ bác nhỉ? Bác hỏi Lực xem nào. Chuyện là như thế này anh ạ. Bây giờ em với Thành là muốn ra ở riêng, thì liên quan đến việc chia tài sản, nhờ anh đứng giữa để giúp bọn em chia. Đúng rồi anh ạ. Thế thì cháu giúp bác đi nhá. Dạ vâng. Thế hai anh em nhà mình là ai là người ra ngoài ở riêng đấy? Vợ chồng em anh ạ. À Lực à, sao Thành nó vừa mới cưới mà đã đòi ra ngoài ở riêng rồi? Sao không ở lại với mẹ một thời gian đã? Thật ra em với Thành cũng thống nhất hết rồi, mẹ em cũng đồng ý, nên anh cứ giúp em đi. Thế giờ cháu cũng xin phép nói thế này nhá. Là cái việc phân chia tài sản này thì nó hơi bị phức tạp đấy. Là bởi vì là phải chia rõ ràng, sau về thì là các con nó lại tị nhau, xong là lại thế này thế kia. Là để cho nó rõ ràng thì là bây giờ thì là cháu sẽ liệt kê ra tất cả các tài sản mà anh em hai thằng Thành với Lực với lại bác gái ấy, là quyết định là cho lên đây để chia tài sản thì cứ liệt kê lên đây cho cháu nhá. Được. Đấy, bây giờ đầu tiên là thường là cháu đi làm nhiều rồi. Đầu tiên là đất đai là lúc nào phải nói rõ đúng không? Đầu tiên là đất đúng không? Bác, đất có chia tài sản không? Có. Lực chia Thành. Có chưa? Có chứ. Rồi. Bát tô khoảng bao nhiêu cái? Có 20 cái. 20 bát tô. Nồi. Nồi có 5 cái. 5 nồi. Chảo. Chảo có 2 cái. 2 chảo. Đũa có bao nhiêu chiếc? Đũa thì tôi không biết đâu. Khoảng bao nhiêu? Hôm nọ em vừa đếm khoảng 50 đôi. 50 đôi đũa đúng không? 50 đũa. Tôi xin thông báo lại nhá. Các tài sản hiện tại của gia đình thì là có bao gồm những tài sản sau. Bác nghe nhá. Một là đất. Hai là trâu có 1 con. Lợn 5 con. Gà trị giá khoảng 5 triệu. Giường có 2 chiếc. Bác con có 30 cái.
Cá tô có 20 cái, nồi có 5 cái, chảo có 2 cái, đũa có 50 đôi, điệu có 2 cái, bao thóc là có 10 bao và 4 bao ngô. Nhà thì gồm có một nhà to và một cái lều. Như thế này là đã hết chưa nhỉ, bác gái nhỉ? Xem nào, bác nghĩ xem nào. Hết rồi, không còn gì nữa đâu. Còn nhà gì không? Hết rồi anh ạ. Đâu đất như nào nhỉ? Đâu, liệu đất của em là từ kia đến đây anh ạ? Từ chỗ Bụi Mai kia đúng không? Đúng rồi. Giờ men đây. Theo cái hùng hùng đây, kia ra đây. Đây này. Đến khỏi bên này nè. Ờ, còn cái chỗ ở đất ở mình thì là có một cái khu nhỏ nhỏ này đúng không? Đấy, từ cái chỗ cỏ voi vào đây. Thế là bây giờ chia thế này nhá. Cái đất ruộng này thì là sẽ chia làm 3 phần nhá. Vâng. Vâng anh. Một phần là dành cho con út, một phần dành cho mẹ, một phần là dành cho con cả. Hiểu chưa? Vâng ạ. Nói rồi là không được tranh chấp nhau nhá. Hiểu chưa? Rồi. À, còn cái chỗ khu nhà ở đây có một tí đất ở đấy thì là ai ở cùng mẹ thì là sẽ được cái nhà ở với lại cái đất đấy. À, Lực ra ngoài ở có thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Ờ, à, được rồi. Thế thì cái này là như thế nhá. Rồi. Rồi. Đi vào trong nhà tiếp để xem con trâu với con lợn nào. Hai con dâu này, cái đất đai vừa chia xong là có gì ý kiến gì không? Hợp lý chưa? Mà em thấy hợp lý rồi ạ. Đó, phải cười vui vẻ với nhau nhá. Trâu đây à? Trâu nhà em đây anh. Ờ, đây con trâu này đúng không? Đây ạ. Lợn đâu? Lợn ở bên kia anh. Lợn bảo bao nhiêu con xem nào. Đi xem nào. Hai anh em với con dâu ra đây xem nào. Đâu? Lợn đây à? Đây đây anh. Đôi 4, 7 con cơ mà. Thế là nãy là 5, 7 con lợn nhá. Một con trâu. Thì là bây giờ thế này nhá. Anh, hai con là của nhà hàng xóm người ta mang đến. À, gửi à. Thế thì thôi đi ra ngoài này đi thế à. Cứ biết thế đó nhỉ. Ra ngoài để anh tính cho. À, mọi người ngồi xuống đây xem nào. Trâu với lợn thì là con trâu thì trị giá tầm khoảng 20 triệu. Còn đàn lợn thì khoảng 50 triệu. Thế là bây giờ ai ở cùng bố mẹ, Thành ở cùng bố mẹ thì là sẽ được cái đàn lợn nhá, trị giá 50 triệu. Rồi anh. Ừ, còn hai vợ chồng đi ra ngoài ở thì phải chịu khó một tí là lấy cái tài sản 20 triệu con trâu nhá. Vâng ạ. Ờ, đồng ý chưa? Vâng. Cười lên cái xem nào. Sao mặt xị đấy? Không vừa vừa ý à? Có ạ. Đấy. Đây, tôi sẽ giao cái này cho nhà mình. Là mai cứ thế mà chia nhá. Vâng. Ờ, đây cho con trai trưởng cầm đi. Có gì mai mà chia như thế nào đấy mà cảm thấy là không được hài hòa với nhau thì điện ngay cho trưởng thôn nhá. Vâng ạ. Trời ơi, cái nồi này có phải lấy không ạ? Cứ lấy ra ngoài chia hết đi. Nữa. Cái này thì một bình chưa hết. Hai bình, mỗi người một bình. Mỗi cái bình mẹ ngâm thôi mà cũng phải chia. Thế chia phải chia hết chứ. Phải chia chứ. Về anh chị tự làm đi chứ. Cả nồi này nữa. Các con ơi, cơm chín chưa nào? Mẹ đói quá rồi. Ô, mấy đứa này đi đâu hết rồi? Ô, con trộm hay sao ấy? Lớp ơi, Thắng ơi! Ơ, mẹ dậy rồi à? Sao hôm nay mẹ dậy sớm thế? Các con đang làm gì đây?
Sao lại bê cả thóc cả nồi xong ra đây làm gì? Dạ, hồi con đang chia tài sản để tí vợ chồng con ra ở riêng luôn mẹ ạ. Sao mà vội thế? Sao không để mẹ đi tìm thầy cúng về tìm ngày đẹp rồi hắn đi? Thôi không cần đâu mẹ ạ, hồi con có làm ăn buôn bán gì đâu mà phải tìm ngày đẹp. Không cần phải nói nhiều đâu mẹ ạ, họ thích đi thì cho họ đi thôi. Không phải là thích đi, mà là đi sớm để đỡ làm phiền một số người. Thế thì các con cứ chia đi. Hôm qua trưởng thôn bảo như nào thì các con cứ chia như thế nhá. Nào luôn ra đây chia cho nó rộng rãi nào. Đâu mẹ, vợ ở đây. Đây nhá, của nhà mình đây. Của vợ chồng Thành nhá. Còn của mẹ là ở dưới đây nhá. Đây, đây của mình. Đây của chú Thành này. Đây của mẹ này. Đây của mình. Của chú Thành này. Của mẹ. Đây. Chia của em bé đấy. Bằng nhau mà, cái bát này bằng nhau hết đây. Bằng nhau hết mà. Đây, anh chị này. Đây của bên mình để đây, đây của mình vậy. Đây. Đâu xem. Cái ô to này chưa có gì nhỉ? Để vợ chồng em lấy cái to này. Đây, bát to có 3 cái thì anh chị lấy 1 cái. 1 cái để lại cho mẹ. Vợ chồng em lấy 1 cái. Vợ chồng với mẹ thì để chung nhau cũng được mà. Đây cái rổ này thì đây, rổ lấy cái rổ mơ đây đây. Bọn em 3 người mà. Mọi lấy cái to. Trời ơi, 3 người cái nhỏ cũng được mà. 2 người dùng cái này thôi, sau này mua sau. Trời ơi, đây là em ơi, không phải chia gì hết. Cái gì cũng lấy, thế lấy hết đi, vợ chồng mình không cần nữa. Ơ, thế ấn chỉ có 1 cái chia nào đây anh? Bên đấy đừng nhiều rồi, đưa đây cho chị. Thôi hay là chị dùng cái này để em lấy cái này. Em khôn thế. Đưa đây. Chả biết anh khôn hơn ai đâu. Đưa đây. Bỏ ra. Đưa đây. Bỏ ra. Đưa đây. Bỏ ra. Đưa đây. Các con làm gì đây? Chia có mấy cái bát thôi mà cãi nhau, đánh nhau sắp vỡ đầu rồi. Thành, gọi trưởng thôn lên cho mẹ. Dạ vâng mẹ. Alo anh à? Ừ, anh đây. Anh lên nhà em hộ em tí. Mà em chia tài sản không vừa, hai chị em đánh nhau sắp vỡ đầu rồi anh ạ. Ừ, anh lên bây giờ nhá. Anh nhanh nhanh nhá. Rồi. Thế chị đến đâu rồi? Cái gì dạ. Mà bảo là hai nàng dâu đánh nhau sắp vỡ đầu là đến đoạn nào đấy? Anh ở đang chia đến cái ấm này, đang chia à, hai chị em đang tranh nhau cái ấm này. Trời ơi, cái ấm này mà cũng phải tranh nhau vỡ đầu à? Thế nào? Còn cái ấm nào khác không? Hết rồi. Cái ấm đun này này. Còn cái ấm đun này này. Lấy cái ấm đun này về đây. Sao mà ngu thế? Cái ai đi ra ngoài ở thì dùng cái ấm này đun nhá. Còn đây là có mẹ già thì là phải cho mẹ cái ấm này. Bảo rồi. Mẹ hay ốm thì em dùng cái này em được chưa? Nước cho mẹ. Vâng. Vâng, được rồi. Cái này là của bên này à? Vâng, vâng. Thế nào, còn cái gì nữa nào? Cái này là cái gì? Đây là rượu của em. Rượu à? Không phải chia nữa đâu. Rồi, rượu không biết uống, mang đi, không thèm. Rồi, rượu thì cho nhà này. Cái nồi này nó to, lấy nồi to cho mẹ đi. Hai vợ chồng lấy nồi bé thôi, để đây mẹ ra đây. Nồi bé này. Từ đấy đến giờ toàn được cái bé. Nồi này bé thôi. Đúng rồi. Tắm ấy. Đúng rồi. Không mẹ bao, chúng mày ba bao. Nhưng mà mẹ già rồi, mẹ ăn đi thôi. Đúng rồi ấy. Con mới phải lấy nhiều chứ. Thế Thành thế nào? Vợ chồng em nữa mà. Ô, còn vợ chồng em nữa mà anh, bọn em còn phải nuôi mẹ mà. Nó phải nuôi mẹ nữa, mất công nuôi các cụ là cũng vất vả lắm đấy. Vợ chồng những mày cũng sức dài vai rộng sao mà phải so đo lấy từng tí thóc một nhỉ. Thôi được rồi, thế lấy ba bao thôi. Có tay có chân tự làm chứ. Đấy, mang sang kia đi. Có cần trưởng thôn bác hộ không? Này bê đi, còn nước đấy làm gì nữa chị? Nè. Đây, xong rồi. Đấy, ba bao này của bên đó. Cái gà mình là có 4 con thế này thôi đúng không? Không, bên kia còn một điệu gà con nữa để em đi lấy cho. Ồ, có cả gà con nữa, thế mang hết ra đây xem nào. Vâng. Đây. Đâu? Đây à? Thế nào? Đôi, 4, có 6 con nhá. Đâu? Điệu của vợ chồng chúng mày đâu? Đấy, 2 con này là của vợ chồng chúng mày nhá. Đây, đây còn đây là 4 con là của vợ chồng cho vào đây cho Thành.
đây ba con để còn là hai con là của hai con này là của đây của bác với này là của vợ chồng Thành, còn con này là tí mổ là mổ cho trưởng thôn ăn cùng nhá. Vâng anh. Chưa ra sản này cũng mệt lắm đấy. Bây giờ anh bảo này nhá, chúng mày bây giờ là lấy dâu của họ này rồi, là cùng một là ở cùng một nhà, nghĩa là người một nhà luôn đấy. Nhìn thấy nhau là còn phải là quý nhau, thương nhau, cười với nhau, lúc nào cũng mặt xị xị. Mai mốt đi ở riêng á, em muốn quay lại hoặc là em muốn gặp nó còn khó mà gặp đấy. Bây giờ ở với nhau thì cứ ghét nhau thôi. Bây giờ có mặt ở đây thì anh muốn là hai người bắt tay giảng hòa một chuyến đấy xem nào. Anh làm trưởng thôn, anh làm chứng nào, bắt tay đi. Hai chị em phải hòa hợp với nhau nào, tay ra đâu này, lại đến bây giờ còn thế sao, con dâu của bác lại thế này hả bác ơi? Hai đứa nó cũng hư nào đấy. Bắt tay đi nào, đấy được rồi đấy, thôi bắt tay ra thôi, được rồi vào quay mặt với nhau, quay mặt ra đấy, được rồi, thôi được rồi nào, cười cười đấy, đấy này cười rồi, bên này nào cười thì phải quay mặt sang đây để cho hai con dâu cười với nhau nào, cười nhau nào, quay ra đây rõ ràng, cười nào, 1 2 3 cười đấy, được chưa, ok chưa, rồi thả tay nhau ra được rồi. Thế là bây giờ là tình hình là thoải mái nhá. Nhà lực ở Dương thì là bây giờ vác đồ về đi. Vâng ạ. Ok chưa? Ok rồi. Rồi, làm đi. Còn bên này là của nhà Thành. Trưởng thôn làm. Đấy, vợ trưởng thôn có vác được không? Thử một phát xem nào. Thôi, chắc là cái này nhẹ thôi mà. Nào, lên nhá. Gồng lên. Không được. Thôi, để em. Một tí đi. Hai, ba. Ui dồi ôi, xong tí quay lại mổ gà ăn với trưởng thôn nhá. Ui đại ca, bà già rồi kìa. Này, mày làm sao ấy? Mày không nhìn thấy tao như thế nào? Trước đến giờ rồi có ai ngăn cản được tao chưa? Đi! Vâng, vâng. Này, hai thằng kia, chúng mày đến đây làm gì anh? Bà ơi, Thành có nhà không? Thành đâu phòng nhà đâu, chúng mày đừng có về đây vớ vẩn nhá. Chúng mày nhìn cái gì đây? Chúng mày cút khỏi nhà tao đây! Đi! Tao không cho về đây đâu! Bà làm gì mà nóng tính thế? Đi ra khỏi nhà tao ngay! Mẹ! Tao mày làm gì thế? Đây! Mẹ! Anh vừa đến à? Ừ. Đi vào nhà đi anh. Thế hai thằng này là thằng nào? Nhìn như đầu trộm đuôi cướp mày này. Đây là bạn làm lớn của con. Mẹ ra lần cẩn thận, đi vào nhà ngủ đi. Ngủ cái gì? Chúng mày càng ngày càng hỗn loạn rồi. Con xin mẹ, đây là bạn làm lớn của con. Mẹ không biết cái gì, đi vào nhà ngủ đi. Làm ăn lớn cái gì? Tí nữa tao đi báo công an. Bà giỏi bà đi báo đi, tôi đuổi bà ra khỏi nhà luôn. Thôi đi vào nhà đi anh. Mẹ thằng bất hiếu kìa. Mày không nghe mẹ mày nữa rồi! Mày hỏng người nữa rồi! Bà ơi! Vợ đâu rồi? Giải chiếu nhanh lên, nhanh lên! Đây! Em đây! Em bị chửi đây nhá! Đây, anh ngồi đây! Vợ, chống người cho anh nào! Anh ba ngồi đây! Anh ngồi đây! Bà, đi lấy tiền với bài ra đây. Dạ vâng. Hai anh số tiền đi. Tiền ít thế, chơi vui thế nào được. Rồi, anh cứ chơi thoải mái đi. Vợ chồng em có một bao tải tiền trong kia kìa. Chơi đi. Xuống tiền đi. Vợ chia bài đi. Các anh có cần phải kiểm tra bài không? Bài kiểm tra. Chưa thấy. Chia đi. Xem qua một lần nhé. Thank you.
bại đi. Hai nước cháo nghe. Tám nước nha. Tao chín đây này. Sao chụp đen thế? Vợ chia bài đây. Số tiền em ơi. Chia bài em ơi. Em còn 8 điểm nữa này. Chia bài vợ. Xuống tiền. Từ từ em ơi. Anh bảo rồi nhá. Bây giờ em còn bao nhiêu tiền lấy ra đây. Mình chơi một ván lớn đi. Từ trời để chán quá. Em còn bao nhiêu tiền lấy ra đây. Chơi một ván to thôi. Thôi anh ạ, mình chơi từ từ thôi. Chơi to bọn em không chơi quen. Thế thì tao không chơi nữa. Lần sau đừng tìm tao nữa. Bài đi về. Thôi chơi chứ anh, ngồi xuống. Chồng, chơi đi, mình đang đỏ mà. Ừ, thôi, vợ vào lấy tiền đi. Trời. Đây, cho hết mình đi anh ơi. Hết luôn. Đi vào đây em ơi. Lấy bao tải về đây. Em ơi, em có hết tiền chưa? Cho vợ chồng em xin nhá. Đây này, 10.9 rô đây này. Ui giời, cởi áo ra để lấy tiền á. Đây này, ắt cụ đây này, mở to mắt ra mà xem này. Thế này là thế nào? Gì đây? Đây, đưa cho anh xin. Thế này là thế nào? Chào ơi. Đây, này. Chào đây, ơi. Đây, mình thua rồi, đưa tiền cho đi. Thua trả tiền đây. Đây, quá. Đưa tiền cho đi, mình thua rồi. Trả đấy. Sao? Bây giờ chúng mày còn gì chơi không? Không còn là tao đi về đấy. Anh ơi, anh cho anh mượn mấy để em cớ anh. Nhà chúng mày danh nắp rồi này. Cho chúng mày vay lấy cái gì trả ra? Anh ơi, cho vợ chồng em xin vay một ít để vợ em. Chúng mày làm gì còn tiền nữa? Anh ơi, nhà em còn mảnh đất ngoài kia, anh cho em vay tặng 100 đi. Anh ơi, giúp bọn em đi. Rồi, thôi được rồi. Ba, dạ, mày ra kia kiểm tra đất nhà nó xem nào. Đây. Đây, 100 triệu đây. Chơi nốt ván này xong anh nghỉ nhá. Vâng, em xin ạ. Vâng, cho em xin. Chia bài đi. Thôi, chia bài đi. Chơi nốt ván này thì nghỉ nhá. Vâng. Chia bài đi. Vâng, chia bài đi vợ. Rồi, một điểm như này là sao rồi? Hai điểm đây. Thua rồi. Chúng mày không còn chờ nữa, anh về. Thôi, bây giờ mình đi xem đất nào. Vâng, vâng. Đất vừa nãy mày lấy lại đất chưa bảo. Ừ, chỗ nào đấy chú ạ? Đấy từ cái chỗ suối kìa. Sang đến cái cạnh đường này với lại bên dưới nhà này. Sao chúng mày chỉ đất gần nhà tao làm gì anh? Từ giờ trở đi,
cái miếng đất này á, nó không phải là của nhà bà nữa, mà nó là của tôi. Thằng con trai của bà á, nó vừa mới lấy cái miếng đất để đánh bạc thua tôi rồi. Bà không được bước chân vào cái miếng đất này của nhà tôi nữa. Bà nghe rõ chưa? Đúng rồi đấy, bà nhớ chưa? Thành ơi, thằng ngu là thằng ngu, phải ra đây mẹ hỏi như nào? Thế là thế nào? Sao hai thằng kia nó vào đất của ở dưới kia là đất của nó? Hả? Mày thế nào ấy? Đây là đất của mẹ, nhưng mà mẹ già rồi là của con. Con bán là quyền của con, mẹ im đi. Thành ơi, sao mày lại khốn nạn với mẹ thế này hả Thành ơi? Bỏ con ra, mẹ bỏ ra, bỏ ra. Bỏ con ra. Đấy nhá, thôi nhá. Mai mày bẻ hang cô đi. Mai kia tao ra lấy đất ra. Ba, đi, về. Bỏ con ra. Chúng mày không lấy mấy đất của tao. Mày bỏ ra. Thôi đi. Thôi đi. Con vào ăn cơm đi. Chúng mày thấy chưa? Ngay từ đầu mẹ đã bảo rồi, không ăn được người ta đâu. Toàn bị lừa thôi. Bao nhiêu đất của ông bà để lại cho, các cụ để lại cho, bây giờ các con bán hết, lấy cái gì mà làm ăn? Mẹ nói ít thôi. Tại mẹ nói nhiều con mới thua nhiều như thế. Trước mẹ không nói con được bao nhiêu tiền về. Đúng rồi đấy. Già rồi, cái gì Thành nói thì nói, không Thành nói thì đừng có nói. Xem đây này, cơm còn nửa chín nửa không chín đây này, ai mà ăn được? Lần sau mẹ đừng gắt động vào nồi cơm nữa, nấu như này ai ăn được. Mẹ giúp mày, ta nấu cho giúp mày ăn, nhưng mày còn chê nó nọ kia kia. Vợ không ăn cơm à? Cơm thế ai mà ăn được? Chồng còn không ăn được nữa là... Này ăn chuối. Sao ngày xưa mình ngu thế chồng nhỉ? Sao lại ngu? Biết thế ngày xưa mình cho vợ chồng anh Lục ở lại nuôi mẹ. Vợ chồng mình ra ở bên ngoài có phải sướng hơn không? Thích làm gì thì làm, bán gì thì bán, chả ai bảo gì. Thế sao lúc trước chia tài sản vợ không ý kiến? Vợ chả ý kiến đấy thầy. Vợ nói mà, nhưng mà cái hoa nó khôn như thế, vợ làm sao mà nhẹ vào mồm nó nói được. Đúng là mình ngu thật. Thì chả ngu à, vợ đang bảo vợ chồng mình ngu đây. Ngày trước vợ thấy mẹ bình thường mà, giờ mẹ già rồi hay sao ấy, suốt ngày lẩm bẩm, điếc hết cả tai, làm gì cũng chả ra cái gì, chán thế không biết. Thế bây giờ phải làm như nào hả vợ? Sao mày ngu thế? Người ta đã nói thế rồi còn không hiểu. Cái đồng này to để làm gì? Nói thế thì ai hiểu được. Phải nói rõ ràng thì người ta mới biết chứ. Giờ vợ chồng mình còn gì nữa đâu. Đánh bạc thôi hết cả ruộng đất, cả lợn. Giờ trong nhà còn không có cái gì để ăn. Đã thế còn nuôi thêm mẹ già nữa. Chồng xem như nào, mai đưa mẹ sang nhà vợ chồng anh Lực để vợ chồng anh Lực nuôi đi. Chứ cứ như thế này vợ không chịu được đâu. Thế này có được không? Ruộng đất là do vợ chồng mình tự đánh bạc thua xong bán mà. Không được cũng phải được. Chồng và anh Lực ai cũng là con, ai có điều kiện hơn thì anh nuôi. Thôi được rồi, thế để mai chồng đưa mẹ sang bên đấy xem như nào. Thế nhá, mai cứ thế mà làm.
Mẹ ơi. Gì đây? Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ đang muốn rửa cái nồi này một tí. Thôi mẹ đừng làm nữa. Mẹ đi dọn quần áo đi để con đưa mẹ sang nhà anh Lực. Sang nhà anh Lực làm gì đây? Thì con đưa mẹ sang nhà anh Lực chơi thôi mà. Sao đi chơi lại phải dọn quần áo đi? Thế là thế nào? Chuyện đã thế này con cũng không muốn giấu mẹ nữa. Thật ra con rất là thương mẹ, nhưng mà vợ chồng con chót lao vào cờ bạc đánh thua hết tài sản nhà mình rồi. Con sợ mẹ ở lại lại khổ ra, con muốn đưa mẹ sang nhà anh được ở một thời gian. Sau này vợ chồng con làm ăn tốt lên, con sẽ sang đón mẹ về. Mẹ thấy thế nào? Cái gì? Mày nói thế khác gì đuổi tao ra khỏi cái nhà này à? Có chết tao không đi đâu hết. Cái nhà này là của nhà của tao. Tao không đi đâu hết. Chúng mày muốn đi đâu thì đi. Không phải thế đâu mẹ ạ. Con làm gì dám đuổi mẹ ra khỏi nhà? Chúng con nói đúng rồi đấy mẹ ạ. Mẹ là mẹ của bọn con làm gì dám đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bọn con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Rõ ràng vợ chồng chúng mày bày kế ra để đuổi tao ra khỏi nhà. Thế mà lúc nào cũng bảo thương tao, chúng mày cũng sợ trời đánh hạ Thành. Không phải thế đâu mẹ. Không phải thế đâu. Con đã đuổi mẹ ra khỏi nhà đâu. Tưởng mày mày lớn đến bây giờ lấy vợ cho mày, mày nghe vợ mày đuổi tao đi hạ Thành ơi. Không phải thế đâu mẹ, không phải Thành ơi. Mà là bây giờ hoàn cảnh nhà mình nó như thế này, con muốn mẹ sang nhà anh được ở tạm một thời gian thôi. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Nhưng mày không cần đuổi tao, không cần tự đi. Lực ơi, mẹ khổ lắm rồi. Mẹ sao đấy mẹ ơi? Thằng nó đuổi mẹ ra khỏi nhà. Hả? Sao nó lại đuổi mẹ ra khỏi nhà? Thôi mẹ ngồi đây, để con xin xem nó xem nào. Mẹ ơi, tóc vợ bạt nhiều thế. Nhớ cho vợ đi, nhanh lên. Cho nhổ nhá. 1, 2, 3. Đây này, vợ xem. Vợ già nhanh nhé, tóc bạc nhiều. Đấy, như vợ chồng mình bây giờ có phải sớm hơn không? Như trước kia mẹ ở đây á, 6 giờ đã phải dậy rồi. Dậy muộn một tí thì mẹ nói lên nói xuống. Không như bây giờ, vợ chồng mình thích ăn lúc nào cũng được, ngủ lúc nào cũng được. Chả ai nói gì, chồng nhỉ? Ôi, đau vợ. Thật Thành đâu rồi? Ra đây ta bảo. Cái gì đấy anh ơi? Ở trong chúng mày làm gì mà đuổi mẹ ra khỏi nhà hả? Anh bỏ ra, anh làm cái gì đấy? Không phải em đuổi mẹ ra khỏi nhà mà là vợ chồng em quá nghèo rồi. Không còn gì cho mẹ ăn nữa. Nên là anh mới bảo mẹ sang cho anh ở một thời gian. Khi nào em làm ăn khá lên em lại đón mẹ về, anh làm gì mà cam thế? Mày nói thay mà nghe được à? Ngày xưa lúc chia tài sản, chia làm ba, tao lấy một phần, mày lấy hai phần vì mày nuôi mẹ. Bây giờ mày lao vào cờ bạc, xong mày bán hết tài sản của mẹ đi. Mày đuổi mẹ ra khỏi nhà, mày có phải là con người nữa không hả Thành ơi? Tóm lại bây giờ em không còn gì để nuôi mẹ nữa, anh đi về đi. Mẹ chúng mày. Vợ sao phải sợ thế? Có chồng đây rồi, sợ gì nó? Chồng có biết làm sao không? Nó còn đánh chồng không? Tao to đây này mà nó mà dám động đến tao á, tao cho nó bay xuống ruộng luôn. Thôi đi nấu cơm đi. Vâng. Ơ, mẹ đến nhà con chơi à? Thành nó đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi, mẹ đến đây ở với các con. Vợ vào nhà đi, chồng bảo cái này. Giờ là như thế này vợ ạ. Thằng Thành nó đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi. Chồng vừa sang đấy chỉ nhau với nó về. Bây giờ mẹ không còn chỗ nào để đi nữa. Chồng là con cả.
Thì thôi, bây giờ vợ chồng mình cố gắng nuôi mẹ, vợ thấy thế nào? Bây giờ con xin phép nói như này nhá. Trước chia tài sản thì phần của mẹ là chú Thành lấy hết rồi. Đất đai nào đẹp chú Thành đều lấy hết. Bây giờ chú Thành cờ bạc, thua như thế, đuổi mẹ ra khỏi đây là không được. Nếu mà mẹ muốn ở lại đây thì phải bảo chú Thành trả hết đất đai về đây đã, con mới đồng ý. Thôi, vợ chồng chú Thành đã thế rồi, bây giờ vợ chồng mình còn thế nữa thì mẹ biết nương tựa vào ai? Ta bảo không được là không được. Kìa vợ. Kìa vợ, vợ đừng thế nữa, vợ phải về vào nhà để xem mẹ như thế nào đó chứ. Hả? Mẹ đi đâu rồi? Mẹ ơi! Đứng lại! Mày thử đi tìm mẹ về đây xem, tao ra khỏi cái nhà này luôn! Bà xin nhá. Vợ ơi, chắc nó chỉ rơi ở đâu đó quanh đây thôi. Vợ thử nhìn xem. Chồng ơi, bên kia có một bà đang nhặt rác, vợ chồng mình qua đấy hỏi xem nào. Bên kia à? Bà ơi. Cái gì đấy cháu? Bà ơi, lúc nãy cháu có đi qua đây làm rơi một cái túi đồ ấy, không biết là bà có nhìn thấy cái túi đồ của cháu không ạ? Ừ, lúc nãy bác cũng có nhặt được một cái túi ở bên kia. Cháu xem trong này xem có phải của cháu không. À vâng. Đây này. Ôi, ôi vợ ơi, đúng là cái túi quần áo của mình rồi. Ơ, à, đúng rồi chồng ạ. Bà ơi, đây đúng là túi quần áo của vợ chồng cháu rồi. Bà cho vợ chồng cháu xin lại nhá. Nếu của cháu cứ lấy đi. Vậy cháu xin nhá, cháu cảm ơn bà. Thôi, của cháu cứ lấy đi. Chúng cháu cảm ơn bà. Ôi, bà ơi, cháu có một chút gửi bà uống nước ạ. À? Không, bà không lấy đâu, bà không lấy tiền đâu. Ôi, bà cứ nhận đi. Không, của ôi, cháu đây lấy, cháu cảm ơn bà mà. Không, không, bà không lấy. Ôi, vợ ơi, thế bây giờ làm thế nào nhở? Bà ơi, hay là nhà của vợ cháu ở ngay gần đây thì cháu mời bà vào nhà cháu uống nước nhá. Thôi, bà không đi đâu, các cháu uống về. Thôi, bà. Thôi, bà cứ qua nhà cháu, bà... nhà cháu ở ngay đây thôi bà. Thì bà cứ qua nhà cháu ngồi uống nước. Anh ơi, anh lấy xe nhá. Bà xin nhá. Dạ vâng. Cháu uống nước đi. Dạ vâng, bà uống đi ạ. Bà ơi, nhà bà đâu đấy? Sao bà lại đi nhặt rác thế ạ? Nhà bà ở tít trên đỉnh núi kia kìa. Bà cũng có hai thằng con trai, nó cũng tầm tuổi cháu đây này. Thế chẳng đứa nào nó chịu nuôi bà. Thế bà mới như thế này đấy. Dạ vâng. Chồng ơi. Gì đấy em? Hay là bây giờ vợ chồng mình cũng không có mẹ. Em thấy bà cũng khổ với lại tính thật thái, thì em cũng muốn nhận bà làm mẹ. Thì em thấy thế nào? Thế em thử hỏi bà xem thế nào. Vâng. Bà ơi, hay là bây giờ bà đừng đi ra ngoài đường nhặt rác nữa, bà ở lại đây với chúng cháu được không ạ? Tại vì bây giờ trong nhà ấy thì cũng chỉ có mỗi hai vợ chồng cháu,
Bọn cháu thì cũng không có bố, không có mẹ. Thì bọn cháu muốn nhận bà ở lại làm mẹ bọn cháu được không ạ? À? Đúng rồi đấy bà. Thôi, bà cảm ơn các cháu. Bà cũng quen rồi mà. Bà không ở lại với các cháu được đâu. Nhưng mà bà ở lại đây với hai vợ chồng con đi. Bà đừng đi nữa nhá, bà nhá. Bà. Thôi được rồi. Yeah, thế là từ hôm nay trở đi vợ chồng con có mẹ rồi. Con cảm ơn mẹ ạ. Anh còn ngồi đấy làm gì nữa? Anh đi mổ gà cho mẹ ăn đi. Thế mẹ đây chờ con nhá. Ôi, có gà đây rồi. Ôi, gà chín luôn này. Con mời mẹ. Mẹ ơi, con mời mẹ ăn ạ. Mẹ cảm ơn nhá. Bác con tốt với mẹ quá. Vâng, mẹ ăn đi, mẹ ăn đi, mẹ ăn tự nhiên đi nhá. Mẹ có ngon không? Ngon lắm. Cháu ơi, thế định không có à? Không có cái gì? Còn gì nữa? Con đi. Cháu cũng đang đau đầu đây này, không biết là tại chồng hay tại vợ nữa. Tại chồng ấy. Vợ ấy. Chồng. Thôi, không cãi nhau nữa. Để hôm nào mình đi chỗ thầy bói xem như nào. Có hôm nào mới đi nữa, bây giờ đi luôn đi. Ừ, đi. Ôi, chồng mình đi xem bói ở đâu ấy. Đi xem cho anh thử trưởng thôn ấy. Ông đấy làm gì mà biết bói hả? Anh đấy vừa mới lên thầy mấy hôm nay, nghe nói bái chuẩn lắm, đi nhanh lên tiệm lại đi xem cho ấy. Gì đấy? Đang phơi thích đậu mà. À, bây giờ bác còn xem bói không nhỉ? Ồ, vẫn xem chứ. Hai vợ chồng xem bói à? Vâng, thế bác xem hộ vợ chồng em xem sao, mãi vợ chồng em không có con nhỉ? À, thì cứ ra, lấy ghế ra ngồi tạm đi. Để làm xong cái này thì giờ anh ra đấy nhá. Vâng. Cháu ơi, đi nhanh lên, nghe nói cái thầy bói này nhiều người xem lắm, nếu không tí mình không được xem đâu. Ừ, thì đi nhanh lên. Bác trưởng thôn ơi, làm gì mà lâu thế, nhanh giúp em với. Đây xong rồi. Chào anh trưởng thôn nhá. Chào thầy bói nhá. Chào anh trưởng thôn chứ. Đi xem bói phải chào thầy bói chứ. Rồi, chào thầy bói nhá. Vào đây. Thầy bói trưởng thôn cũng được mà. Vào đây. Rồi, kệ đi. Đây, ngồi đây. Xem nhanh, thầy còn đang chuẩn bị là tiếp khách nữa đấy. Bây giờ là thế này nhá. Vợ chồng này thì bảo là không có con thì đến đây xem bói rồi. Còn Lực với Hoa thì là như thế nào? Đến đây làm gì? Vợ nói đi. Chồng nói đi. Dạ thưa bác trưởng thôn, là vợ chồng em đến đây cũng giống như vợ chồng Thành ạ. Ừ, thôi được rồi. Tóm lại là bây giờ là chúng mày sang đây là gặp thầy với mục đích là để xem tại sao mình không đẻ được con, đúng không? Vâng. Ừ, đứa này cũng chưa đẻ, đứa này chưa đẻ, đúng không? Vâng ạ. Thế thì chào thầy một tí nhá. Trời, đây của thầy đây. Thầy làm gì đấy thầy ơi? Nào, xin tí nước bọt nào. Để làm gì thế? Thế mày có muốn đẻ không? Có. Nhanh lên. Nào. Nhủi như vào. Đấy, rồi. Chờ thầy một tí nhá. Có chờ được không? Có. Rất tốt, vỗ tay đi. Sao lại vỗ tay ở đây? Rồi, cái này úp. Nghĩa là hôm nay thầy chấp nhận, nghĩa là thầy đồng ý. Thầy trên trời là đồng ý là
cho thầy này xem cho chúng mày là tại sao chúng mày không có con đấy. Sướng chưa? Đấy, nếu mà nó ngửa thế này á, ngửa thế này á, hôm nay là chúng mày đi về, phải tháng sau thì tao mới xem được cho chúng mày đấy. May quá thì... Vỗ tay lại đi xem nào. Đấy, bây giờ là bắt đầu nhá. Bốn người ngửa tay ra cho thầy xem nào. Ngửa tay ra. Bỏ tay xuống. Chúng mày biết sao chúng mày không có con đâu? Hả? Biết đâu? Không ạ. Thằng này. Không ạ. Chúng mày. Úi giời, cái tuổi chúng mày lớn quá rồi. Chúng mày đuổi mẹ chúng mày ra khỏi nhà đúng không? Thằng này, thằng này. Cảm ơn. Thế thì chúng mày còn mong làm sao mà có con được nữa? Cút đi về đi. Cái loại bất hiếu chúng mày tao không xem cho đâu. May là mẹ chúng mày nhận được con nuôi. Bây giờ mẹ chúng mày còn đang sống sung sướng với con nuôi ở bên kia nhá. Thật hả thầy? Chả thật thì sao? Tao là thầy tao đùa với chúng mày à? Hả? Chúng mày là con rồi chúng mày làm như thế à? Sau này chúng mày để con ra mà chúng mày không để được con đâu. Bây giờ chúng mày hành hạ mẹ chúng mày như thế, sao mà để được con được? Hả? Thế bây giờ bọn con phải làm sao hả thầy? Thầy giúp bọn con đi. Bây giờ bọn con phải làm sao ạ? Hai đứa này, thằng Thành thằng Lực, tóm lại bây giờ chúng mày có cảm thấy là hối hận sau khi là chúng mày đuổi mẹ chúng mày đi ra khỏi nhà không? Có. Bây giờ thì khó đấy. Thế bây giờ? Đấy, bây giờ chúng mày muốn có con đấy, là chúng mày phải đi đón mẹ chúng mày về. Đấy, để chăm sóc mẹ mình. Thì là tầm khoảng 5 năm sau đi thì là mới bắt đầu có cơ hội là hy vọng là đẻ con nhá. Anh ơi, thế bây giờ phải làm sao hả anh? Thầy ơi, thầy giúp em tìm mẹ. Thầy ơi, thầy ngồi đây nha. Úi dồi ôi. Đấy, giờ em phải làm sao? Chúng mày thấy có lỗi chưa? Thầy ơi, xem mẹ con ở đâu với. Thầy ơi, con muốn đi tìm mẹ con. Chúng mày ấy, cả con dâu nữa, về bây giờ là đi lấy mẹ về đi, về sống hai anh em sống hòa thuận với nhau, trong khoảng chịu khó tầm khoảng 5 năm sau là bắt đầu là mới bắt đầu là bụng to được nhá. Dạ vâng. Hai đứa này nhá. Dạ vâng. Thôi đi về đi, đi lấy mẹ về đi nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Sao chỗ nào cũng thông mà chỗ này không thông nhỉ? Cũng to mà. Mẹ ơi, em thấy mẹ anh không? Chưa, chị có thấy mẹ em không? Ơ, mọi người là ai đấy? Sao tự dưng hỏi mẹ gì ở đây? Chuyện là như này chị ạ, à, mẹ em bỏ được đi một thời gian rồi. Đi xem thầy bói thì thầy bói bảo là mẹ em ở xung quanh đây, chị có nhìn thấy mẹ em không? À, đợt trước có hai vợ chồng vừa nhận một bà nhặt rác là mẹ nuôi đấy. Các anh chị thử xuống dưới hỏi xem ạ. Cảm ơn chị ạ. Anh cảm ơn em nhá. Ôi mẹ cái kia. Mẹ cái kia. Đúng mẹ. Mẹ ơi. Các anh là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi? Anh ơi, kia là mẹ em. Đúng rồi anh ạ. Mẹ, con xin lỗi mẹ.
anh chịu nhận mẹ em làm mẹ nuôi phải không? Ừ đúng rồi. Thế mấy anh em đây là con của mẹ hết à? Đúng rồi anh ạ. Anh chị cho em xin phép đón mẹ về được không ạ? Ừ, thế bây giờ thế này nhá. Thực ra thì mẹ cũng đã ở cùng với anh chị khá là lâu rồi. Thì bây giờ em hỏi ý kiến mẹ thế nào? Xem là mẹ có về cùng các em hay là ở cùng với anh chị cũng được. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ về nhà mình nhá, mẹ. Mẹ cảm ơn các con nhé. Từ trước đến giờ không có các con, mẹ không có chỗ ở. Thế bây giờ mẹ đi theo các con của mẹ về, hôm nào các con đi nhà mẹ chơi nhé. Vâng mẹ. Thế mẹ đi rồi mấy hôm nữa mẹ lại xuống thăm chúng con nhé. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Thôi vợ chồng mình vào nhà đi. Bây giờ thì anh em mình cũng đón mẹ về nhà rồi. Thì cho anh xin phép là đón mẹ về ở cùng anh. Chú Thành thấy thế nào? Thôi em là cậu thì cho mẹ ở lại với em đi. Đúng rồi đấy anh ạ, cho mẹ ở lại với bọn em đi. Mẹ ở lại với con nhá. Mẹ thấy các con đoàn kết thế này thì mẹ hạnh phúc lắm rồi. Thế năm nay mẹ ở với Thành một năm, sang năm mẹ lại ở với Lực một năm, sang năm nữa thì mẹ lại quay lại ở với Thành được không? Anh được thấy thế nào? Thế cũng được, miễn sao mẹ hạnh phúc là được mà. Mẹ ơi, bây giờ mẹ cũng về nhà rồi, thì bây giờ vợ chồng con là xin phép về nhà đây ạ. Thôi anh ạ, lâu lắm rồi gia đình mình mới đoàn tụ như này, anh chị ở lại đây một tối đi, cho mẹ vui. Đúng rồi anh chị ạ, anh chị ở lại đây ăn cơm với bọn em. Vợ ơi, có ở lại không? Thôi, thế vợ chồng mình ở lại đi. Thế thì cho anh chị ở đây một đêm nhá. Anh chị không cần phải khách sáo đâu, cái giường kia vẫn là giường của anh chị mà. Anh chị muốn ở lại lúc nào cũng được. Thôi vợ đi nấu cơm đi. Dạ vâng ạ, cho chị đi nấu cùng nhá. Dạ. Mẹ ngồi đây nhá, để anh được với con đi bắt gà. Dạ. Mẹ ngồi đây nhá. Vợ đi từ từ thôi. Đau lưng quá. Đi từ từ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Chưa à? Vâng. Cô cháu của bà sắp ra đời chưa? Sắp ra rồi mẹ ạ. Thế à? Thế con có khỏe không? Có ạ. Thế là tốt rồi. Anh chị đến chưa? Chị ra chưa à? Ôi mẹ hạnh phúc quá, năm nay mẹ được hai đứa cháu nội liền này. Chị sao sinh chưa? Qua tháng rồi mà mẹ vẫn chưa sinh, còn của em thì sao? Của em còn 3-4 ngày nữa chị ạ. Chúc mừng em nhá. Chúc mừng chị. Thế các con vào nhà đi. Thôi anh chị vào nhà.